Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Vật. Thì hôm nay em xin hướng dẫn mọi người cách thay đổi in đối với máy Ivory ADTP1. Thì chiếc máy này thay đổi in rất là đơn giản, thì em sẽ làm mọi người cùng theo dõi nhé. Các lý do cần phải thay đổi in, đó là một, đó là đầu in của mình bị hư, bị lỗi, thì trên màn hình nó sẽ báo cái lỗi cần phải thay cái đầu in này ở trên này. Với thứ hai đó là cái đầu in của mình bị xước, tại vì trong quá trình mình in nhiều bụi bẩn hay gì đó nó dám dính vào, thì chắc chắn là cái bản in nó sẽ bị xước theo thời gian lâu ngày, thì nó bị xước làm ảnh hưởng tới cái mã vạch hoặc là cái nội dung của mình, in ra nó bị mất nét, mất một đường từ trên xuống dưới, thì mình có thể nhận biết thế này. Để thay đầu in thì bước đầu tiên mọi người cần lưu ý là phải tắt máy đi, tắt nguồn máy đi nhá, mọi người nhớ là phải tắt máy đi. Rồi thứ hai là mình sẽ mở cái nắp máy đây này. Đây là cái cùng máy của nó. Thì đầu tiên mình mở cái cùng đầu in lên, thì bằng cách là gạt cái cần gạt màu đỏ đây này, để thẳng lên trên. Mọi người có thể để ý là mọi người có thể nhìn là nhìn đây này, đây nó có hai cái khớp ở màu đỏ ở đây, thấy không? Đây hai khớp màu đỏ, thì mình sẽ đẩy hai khớp màu đỏ lên thì để cho đầu in nó rớt xuống. Trước khi mình đẩy thì mình cần tháo cái giấy ở đây, mình tháo nó xuống để cho nó tiện lợi hơn đây. Rồi tiếp theo mình nhá, mình đẩy hai cái màu đỏ lên phía trên, sau đó đồng thời cũng đẩy một lực cho nó đi xuống, thì cái đầu in nó sẽ, đây nó sẽ rớt ra như vậy. Đây mọi người có thể thấy nhá, đây là cái đầu in. Thì để kết nối với đầu in nó có một cái giắc cắm màu đen ở phía sau này, đây cái dây màu xám này, cái giắc màu đen này ở phía sau này, đây mọi người có thể thấy nhá. Thì mình, công việc của mình là mình sẽ tháo cái này ra, thì đây là cái giắc cắm nên mình cứ giật dè lên cho nó đi ra. Đây mình tháo ra, đây thì em đã mở được cái đầu in, mở được cái đầu in cũ ra. Thì đây là cái thao tác để mình tháo cái đầu in cũ ra, sau đó thì mình sẽ lấy một cái đầu in khác, đầu in mới vào, và mình sẽ lắp ngược lại cái quá trình như cũ. Lắp ngược lại thì như thế nào? Đầu tiên là mình sẽ phải gắn cái cổng dây cáp này vào. Mọi người chú ý cho, nếu mà mình sử dụng đầu in mới thì mình cẩn thận, tại vì đừng có để vật nhọn hay nhẫn đồng hồ gì cà vào cái mặt của đầu in này này, dẫn đến làm cho đầu in mình bị xước lại nhá. Đây thì mình cũng gắn vào, mình gắn cái giắc cắm vào. Đây mình đã gắn chặt vào rồi, mình cũng rồi sau đó thì mọi người nhớ là luồn xuống dưới. Đây thì sau khi mình đã gắn cái giắc cắm vô thì mọi người luồn cái đầu in xuống dưới và bỏ nó lại vào cái vị trí cũ ban đầu. Đây vị trí cũ là thế nào thì mình sẽ luồn cái hai cái khớp này lên phía trên nha. Đây mình đẩy bằng lên trên thì nó sẽ lên cái khớp, hai khớp đỏ là lên trên này. Đấy, thao mọi người thấy thao tác lắp đầu in rất là đơn giản. Đây như vậy là mình đã lắp xong đầu in này. Đó mình đã lắp xong đầu in rồi, mình chỉ cần đẩy cái thao tác đẩy cái này lên cho đầu in rớt xuống, sau đó rút cái giắc cắm ra, xong ngược lại cắm giắc cắm vào, đẩy ngược lên, vậy là quá trình lắp đầu in là hoàn thành. Vừa rồi em đã hướng dẫn cho mọi người có thể cách từ thay đầu in ở nhà mà không cần đến các nhân viên hay là chuyên viên kỹ thuật về máy để hỗ trợ, tại vì nó cũng rất là đơn giản. Nếu mọi người có thắc mắc hoặc là cần thêm chi tiết hoặc cần thêm sự hỗ trợ, mọi người có thể liên hệ tới công ty Thế Giới Bảo Vật qua số hotline 1900 3438 hoặc là vào đường link trang web thegioibaovat.com. Nếu thấy video này hữu ích, mọi người có thể nhấn like và subscribe để có thể theo dõi được video tiếp theo của Thế Giới Bảo Vật. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.